Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em giờ đây đứng trước sự ra đi quên mất đau thương của người thân. Người tín hữu Corinto, anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, là hoa quả đầu mùa của những người đã ăn giấc. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà những người thuộc về Đức Kitô vào này người lại. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, thân phận của mỗi người chúng ta vì liên đới với Adam nên mỗi người chúng ta phải mang thân phận gắn chết. Tuy nhiên, nhờ có mối liên hệ với Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Đấng cứu rỗi và sống lại, hắn có con đường mới. Bởi vậy, dù sống hay chết, chúng ta đều sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mặt nhắm lại đây. Đã qua bao ngày tròn một đêm này, dù sống gọi về. Vì thế chúng ta muốn chiếc lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia, Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta trong đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Cho những chiếc khăn tang này để biên chung từ dấu chỉ của sự biệt ly tang tông thành niềm hy vọng được cứu độ và gia hồi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa mới qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phôi dâng những người thân của họ cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an,
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lần phát áo quần. Dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế, hồi thánh dậy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn tan hoặc hỏa thiêu các kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm tỏ bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy đọc lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho bà Maria được an giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi cho Chúa là bà Maria được an nghỉ trong đó chờ ngày Chúa cho sống lại và về nơi tôn nghiêm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa còn ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu qua lời Chúa ban hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ bản dân đêm Chúa trời đêm ngày nắng, cậy người cho liên. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung bước đường chân, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm, mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người ở lại, bao nhiêu năm chung hướng đường chân, cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh xác thân phận hèn. Thân con yêu đuối một đời gian nan, từng ngày lầm than gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi lại Ngài quên đi biết bao tội đời, cho vào nước trời
bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người, ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người, ở lại bao năm chung bước đường chân, dòng đời trôi đi rồi còn lại chi nhớ thương nhạt nhòa, ngậm ngùi trong mong một lòng cày trông ngài thương cứu thoát. Khổ sâu quá mau ngục thu thương đau, vào nước trời bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời. Xin chào mọi người, ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người, ở lại bao nhiêu năm chung bước đường chân. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Với tôi những lúc tôi buồn,
nếm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Những lúc tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn còn chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân, lạy Chúa khôn nhân. Giờ này lìa chân, con đây sám hối. Giờ này ra đi, xin Chúa tha tội. Chúa đã thương gọi con về. Giờ đây con nhắm mắt xuôi tay, mãi mãi ra đi vâng theo lời Chúa. Chúa đã thương gọi con về trên gian bao sóng gió. Từng ngày đường chân bao nhiêu thông hối, lạy Ngài xin thương đưa tới thiên đường. Vì công nghiệp tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, ban
cho linh hồn Maria sớm về hưởng vĩnh phúc trên thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, Chúa hằng lấy tình thương mà ủ con cái Chúa. Chúa hằng lắng nghe lời kẻ đoạn trừ kêu xin. Lạy Chúa, giờ đây đứng trước linh cứu của người thân yêu là chị Maria của chúng con. Chúng con dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha như hương trầm bay tỏa trước tôn nhang Chúa. Xin Chúa cứu vớt linh hồn Maria thân yêu của chúng con. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu vang. Lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm phù cho tâm hồn con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được đến chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạ, tôi xin thay mặt cho gia đình bà Maria. Bà Maria là không phải là người con thuộc của giáo xứ Tân Việt, mà bà Maria rất là hạnh phúc là đã được cha xứ và các cộng đoàn, các anh chị em tới đây dâng những lời ca, tin hát để cầu nguyện cho bà Maria. Gia đình tôi thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Từ trần gian ngủ yên năm tháng. Rồi một ngày Chúa đến gọi tôi tớ của Ngài, dạ từ trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài, con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Nằm xuống khép mắt âm thầm đi vào bình yên tình yêu vô cái. Chậm thật chậm Chúa đến rồi tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường.
xuống, khép mắt u buồn, dạ từ trần gian ngủ yên năm tháng. Rồi một ngày Chúa đến gọi tôi tớ của Ngài, dạ từ trần thế đi về quê trời. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Trầm thật trầm, người nằm xuống, khép mắt âm thầm, đi vào bình yên, tình yêu vô cái. Trầm thật trầm, Chúa đến rồi, tôi tớ trung thành ra trình diện Chúa để về quê trời. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên đường. Con xin Ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài được về quê hương dấu ai. Con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn được về quê hương thiên cho tâm hồn.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy xem Chúa Cha đã yêu thương chúng ta nhường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và sự thật là thế, bởi lẽ ấy thế gian không biết chúng ta vì thế gian đã không biết Ngài. Các con thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa và chúng ta sẽ là gì điều ấy chưa được tỏ hiện. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Đó là lời Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, giữa cảnh tang tóc này, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa là Thiên Chúa tình thương, hằng nghe tiếng đoàn con khấn nguyện. Xin nhớ lại hồng ân đức tin Chúa đã ban cho người con của Chúa là bà Maria, cũng là người thân của chúng con. Từ ngày chịu phép rửa, bà Maria đã được nhận vào dân Chúa. Giờ đây, bà Maria đã lìa bỏ chúng con, thì xin Chúa đưa về sống bên Chúa, thưởng phúc cùng các thánh trên trời, là nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
đêm đã lên lá cây mùa thời gian biến đổi như vỗ câu dồn tựa thoáng mây bay một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa nhân dân cha và con và thánh thần amen. Điệp nhân với Đức Kitô, chúng ta hãy tán tụng Chúa Cha trong niềm hân hoan của Chúa Thánh Thần. Thần đơn Chúa Cha và đơn Chúa Con và đơn Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân thần xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lạ vui vẻ vô cùng amen. Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria. Gia đình chúng con xin gặp lại tập đoàn thánh tâm đã đến cầu nguyện cho bà Maria của chúng con. Xin Chúa sẽ ban phước cho tất cả quý vị. Cảm ơn. Quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau người thân yêu ôi nay không còn giờ chia ly phút giây ngậm ngùi ôi dã biệt lòng đây nát tan và lạy Chúa xin rũ thương xin thứ tha bao lỗi lầm giây này không phải tàn theo tháng nào tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh vây quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương từ nay thôi xa cách trên đời hẹn mãi sau đến trong nước trời xin tái ngộ người đã ra đi và lạy Chúa xin rũ thương xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em giây này không phải tàn theo
tình yêu thương, xin nhớ mãi, nhớ mãi trong lời cầu quanh đây, xin giã từ một lần cuối. Lạy Chúa, xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa, xin lắng nghe tiếng gầm cầu đoàn con xin dâng. Lòng thầm thương phút giây này không phải tàn theo tháng.
Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, thì một khi bị phá hủy đi theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta có dâng linh hồn và Maria trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Chúa khoan nhân là mong từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, Ngài đưa tôi lên khe nước cạnh thân, Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi, Ngài dẫn dắt tôi qua đường chứng đèo này vì danh Ngài. Chúa quan nhân là mùng từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi. Anh chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô là đấng cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta. Chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện, không con cảm thấy mình bất lực khi mà đối diện với một những sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh của bà Maria và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, đã đến lúc bà Maria từ giã căn nhà này, bỏ lại con người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con nhớ mãi hình ảnh chiều mến của bà Maria. Ước gì nhờ tình thương của Chúa, bà Maria cũng được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa là ánh sáng chiếu soi những ai ngồi trong bóng tối tử thần. Xin người thân chúng ta bước vào nẻo bình an. Amen. Muôn nhân cha và con và thánh thần. Amen. Năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh biệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho chúng con được sống sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Xin ban cho người chị em tín hữu của chúng con là bà Maria khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô phục sinh, giờ đây được phong phận vinh hiển với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện tri cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài Chính Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi đến từ Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Và dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: ta lấy sự sống ta mà thề rằng, mọi đầu gối sẽ phải quỳ lại ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lễ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Quả thật tôi bảo các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật tôi bảo các ông, đã đến giờ và ngay bây giờ người chết nghe tiếng con Thiên Chúa, và ai nghe thì sẽ được sống. Cũng như Cha có sự sống nơi mình thế nào thì Ngài cũng ban cho con có sự sống nơi mình như vậy, và Ngài đã ban cho con quyền xét xử vì con là con người. Các ông đừng ngạc nhiên về điều này, vì đã đến giờ mọi người trong mộ sẽ nghe tiếng người mà đi ra. Ai đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn ai đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đặc biệt là tăng huynh thân mến, sau khi tham dự thánh lễ đăng tang rồi, chúng ta có người thì đến tận nơi để dự nghi thức hỏa tang. Chúng ta cảm nghiệm được điều gì nơi cái việc hỏa tang như vậy? Chỉ sau vài giờ đồng hồ, ngọn lửa đã biến thân xác con người thành tro bụi. Mà nếu nói theo ngôn ngữ của một bài hát của giới trẻ hiện nay, thì cả thế giới, cả một đời người, cả danh vọng, quyền lực, tài sản, cơ nghiệp, gia đình, người thân bỗng chốc thu lại bằng một hũ tro. Những hũ tro được đặt gần nhau trong ngôi nhà tử nghiệp cho thấy rằng sau khi chết, có người chẳng có chi khác biệt, giàu sang hay là nghèo túng đều đến cùng một địa chỉ, yêu thương hay thù ghét nhau cùng một chỗ đi về, có khi là đặt nằm cạnh nhau. Bởi vậy có người nói cái chết làm cho con người trở nên công bằng nhất, vì ai cũng như ai, ai cũng phải chết. Tuy nhiên, vượt lên trên những cảm nghiệm ấy, đức tin Công Giáo hướng chúng ta về những giá trị vĩnh cửu. Nếu thân xác con người như đóa phù dung sớm nở tối tàn, trở về với bụi tro, thì linh hồn con người lại trường tồn bất tử. Nếu cuộc sống dương gian dừng lại khi con người nhắm mắt xuôi tay, thì cuộc sống vĩnh cửu lại khởi động lúc con người giả biệt trần thế. Bởi vậy, người nào phủ nhận linh hồn bất tử, người ấy sẽ là người bất hạnh nhất, vì sau khi chết họ trở về với hư vô. Không tin Thiên Chúa hiện hữu, người ta sẽ sống trong vô vọng và không tìm đâu được lý tưởng sống trong cuộc đời. Hũ tro nhắc nhở chúng ta nhận ra Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu, là đấng tạo dựng nên con người từ bụi đất và ban cho con người sinh khí, là sự sống, là linh hồn bất tử. Con người chỉ khác với đất là có hơi thở. Chính Thiên Chúa đã thổi hồn vào cho đất để đất trở nên con người. Đất với con người từ đó mà có duyên nợ với nhau, luôn gắn liền với nhau. Con người sống nhờ đất, khi họ hưởng biết bao nhiêu hoa màu từ đất mọc lên, rồi cũng chết vì đất khi đã đổ bộ hôn trang để tồn tại và mưu sinh. Đất là chỗ đứng vững chắc cho con người bước chân lên khi họ còn sống. Đất lại mở rộng vòng tay để đưa con người an nghỉ khi họ từng giả cuộc đời. Hành trình con người khởi đi từ đất, qua một chuỗi những tháng ngày vui tươi, xem lẫn những đau khổ, hân hoan, xem lẫn những thất vọng, rồi lại trở về với đất, trở về với bụi tro.
và trước khi trở về với đất, con người chút linh hồn, trả lại hơi thở, trả lại sự sống, là linh hồn cho Thiên Chúa. Trong tâm tình biết ơn chiều mến, như người con phó thác trọn vẹn nơi cha mình. Với bà Maria hiện diện nơi đây, chúng ta chỉ có thể nhớ lại lời thánh kinh 90 để mô tả về cuộc đời của bà. Chúa đổ xuống đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài, tính tuổi thọ trong ngoài 70, mà giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khổ cực. Cuộc đời thoáng thoáng chúng con đã khuất rồi. Suốt cuộc đời của bà Maria chỉ thấy toàn gian lao khổ cực, đến khi qua đời cũng chẳng có một nơi tương tất để nằm nghỉ. Tuy nhiên, đằng sau đó, chúng ta luôn trang chứa niềm hy vọng mà Chúa Giêsu đã hứa dành cho những ai tin tưởng nơi mình. Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ khỏi chết bước vào cõi sống. Nếu như bàn tay của người quá cố buông thõng, không mang được gì vào thế giới bên kia, thì bà Maria lại đem theo nhiều công phúc mà bà đã tiên trì thực hiện trong suốt cuộc đời 82 năm làm con Chúa trên trần gian. Người ta thường nói, khổ chết để gian, người ta chết để tiến. Tiến ở đây chính là lòng đạo đức, những hy sinh, phục vụ, đặc biệt là lòng bác ái dành cho tha nhân. Một người sống tốt lành, khi thân xác của họ đã an nghỉ, thì cái đức của họ, cái việc bác ái của họ vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển nơi những người mà người ấy đã từng giúp cho họ. Ai đã làm điều lành thì sẽ được sống lại để được sống. Xin cho bà Maria được Thiên Chúa khoan hồng khi xét xử, cho bà được hưởng hạnh phúc trên trời nhờ vào những việc lành bà đã làm, cũng như nhờ những thánh lễ mà chúng ta xin cho bà, cũng như chúng ta dâng lên những việc bác ái, những hy sinh hàng ngày để tiếp tục cầu nguyện cho bà. Xin Đức Mẹ Maria là Đức Mẹ sống quý đã liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta cũng liên kết với cuộc sự khổ nạn ấy và suy niệm từng bầu nhiệm hư khó của Chúa Giêsu trong tâm hồn, để như Đức Mẹ chúng ta đón nhận những đau khổ như là vết dao, như là những đau khổ liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô trên bàn thánh mỗi ngày, để những điều này đem lại ơn cứu độ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà và cũng tiếp tục tích trữ cho đời mình hành trang nước trời, suy niệm những khổ đau của Chúa Giêsu Kitô như là những vết dao cứa ở trong tâm hồn. Chúng ta cũng sẽ được cùng Chúa cho hưởng hạnh phúc nước trời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xưa Chúa đã lấy nước mà thanh tẩy bà, nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, xin mở lòng quan dung thanh tẩy bà sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, chúng thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này Chúa thánh hóa những mùa lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự quyền lột mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị lột vì các.
đang còn. Cùng một thể thức ấy sau bên tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con nên làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin nhớ đến tôi với Chúa là linh hồn của bà Maria, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Phúc cho ai được mời đến sự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa lời vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ thành thật.
lời cha rất nhân từ. Chúng con xin phó yêu linh hồn người chị em chúng con trong tay cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại với Chúa Kitô trong ngày sau đấy, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ cha về những ân phần dồi dào cha đã ban cho tôi tớ khi bà còn sống trong cuộc đời trong quá này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Chúa Cha và dấu chỉ các thánh cùng công công trong Chúa Kitô. Vậy lời Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con cần cầu mà mở cửa tin đàn cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin và tha tội nhau cho đến khi tất cả chúng con được hòa một trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bye.
Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi linh hồn của bà Maria ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Vậy chúng ta tin tưởng phó thác tôi tới Chúa đây cho lòng thương xót của Chúa. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hẹn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin Chúa đón nhận tôi tới Chúa đây và đưa vào chốn bình an của Người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tới Chúa là linh hồn của bà Maria. Đã hứa thiên đàng cho người trộm lặng có lòng hối cải, xin bái thương đưa linh hồn Maria vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho linh hồn Maria được ghi ấn tín trong nước thánh tẩy, xin bái thương cho linh hồn Maria được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tới Chúa là linh hồn Maria trong tiệc thánh hình mẫu Chúa, xin bái thương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin bái thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Maria này được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tới Chúa là linh hồn Maria đã qua đời, mà ta phạt các hành vi của tôi tới Chúa khi còn sống. Tôi tới Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thân yêu Chúa. Vậy ơi tôi đơn đương tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời xin Chúa nhân lành cùng cho tôi tới Chúa được xưng hòa với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được hưởng hạnh phúc muôn đời. Và cho ánh sáng làm phù chiếu soi trên linh hồn Maria. Con cầy nguyện danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem nay hoàn đức Chúa trời sáng lát vui vẻ vô cùng. Amen. Sự sống này chỉ thay đổi mà không muốn đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mất nhầm lại trôi là thấy tương lai. Chọn kiếp đời này con còn nước mắt nụ cười, nhưng còn tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có đôi buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua hôm nay chọn một kiếp này. Dù sống hay chết thì mong ngày mai. Và ta quý chúng con thành kính tri ân và cảm tạ quý cha quản sứ giáo xứ Tân Việt, quý thầy trong dòng Phaolô tông đồ dân ngoại, ban mục vụ hội đồng giáo xứ Tân Việt, ban trị sự giáo họ Kitô Vương, ca đàn truyền tin, quý bà con thân tộc, bà con xóm giềng, quý ân nhân và bạn bè thân hữu cùng mọi thành phần trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt cơ sở mai táng Tiến Đệ, đã đến thăm hỏi, an ủi, chia buồn, phúng viếng, hiệp dân thánh lễ cầu nguyện và tiễn đưa linh cữu của người thân yêu chúng con là cụ bà Maria Trần Thị Thọ về nơi an nghỉ trong Chúa để chờ ánh quang huy hoàng của ngày phục sinh. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi có nhiều thiếu sót, xin quý cha cùng quý vị lượng tình tha thứ và xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria của chúng con
mau được hưởng nhé Thánh Chúa. Toàn thể tăng quyến chúng con đồng bái tạ. Trân trọng kính mời tam quý và quý vị đứng trước linh phủ bà Maria, kính cẩn nghiêng mình trước hương linh bà Maria. Kính thưa tam quý, thay mặt toàn thể cán bộ công viên trung tâm hỏa táng quận Hưng Hòa, xin chân thành gửi đến quý tam quý lời chia buồn sâu sắc nhất và xin cảm ơn quý tam quý đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của trung tâm hỏa táng quận Hưng Hòa cho thân nhân của mình. Cầu cho linh hồn bà Maria sớm được hưởng thánh nhang Chúa để tỏ lòng thương tiếc người đã khuất. Trân trọng kính mời gia đình và các quý vị đến đưa tiễn bà Maria dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa xin thông báo áo quan của bà Maria Trần Thị Thọ sẽ hỏa táng vào cao một và sẽ nhận cốt vào lúc 12 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại phòng dịch vụ khách hàng. Một lần nữa, trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Sau đây là nghi thức hạ đài, xin trân trọng cảm ơn.